mới đúng là Tết Thái của người Thái nha, không có người nước ngoài và cũng không có khách du lịch nha các bạn. Đây là một cái vùng quê thôi ở ở ngoài rìa Bangkok thôi các bạn. Ok, đây là lễ Sủng Cai 2024 nha. Tối
lại quẹt mấy ông cảnh sát nè, đầy mặt. Được chứ.